Xin chào mọi người. Như các bạn đang thấy thì ở trước mặt đây đang là một cái khung cảnh mà giao thông đang rất là nhộn nhịp, và trong cái hoàn cảnh chúng ta phải liên tục đi lại, chúng ta phải liên tục di chuyển do nhu cầu công việc của chúng ta, thì bắt buộc là những nhu cầu nảy sinh là chúng ta không thể nào mà chúng ta phải liên tục rút ra rút vào chiếc điện thoại để nghe gọi được. Chính vì vậy mà chúng ta cần có một cái thiết bị nào đó giúp cho chúng ta có một cái việc mà nghe gọi nó dễ dàng hơn. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn đó là chiếc tai nghe Bluetooth Plantronics. Chiếc tai nghe này thì chuyên đối với việc là chúng ta gọi điện, chúng ta đàm thoại thông qua một chân tai duy nhất, mà chúng ta không cần phải rút ra rút vào cái chiếc điện thoại quá nhiều lần. Và đây là chiếc tai nghe có cái mã là Plantronics X Pro 10. Giá của nó như thế nào thì tẹo nữa mình sẽ bật mí ở cuối video, và hãy cùng xem là với chiếc tai nghe này thì nó có những gì. Bây giờ mình sẽ mở hộp và giới thiệu với các bạn luôn. Đây là cái hộp phụ kiện của nó. Thì ở cái hộp này chúng ta nói sơ qua một chút, chúng ta có thể thấy là nó có phục vụ cho mục đích nghe nhạc này, music and media, multi voice. Tức là gì? Tức là chúng ta có thể kết nối được hai chiếc điện thoại vào cùng một cái chiếc tai nghe này để chúng ta có thể nhận cuộc gọi. Nhất là những cái doanh nhân, những người họ làm kinh doanh, họ rất là bận bịu và họ phải sử dụng hai máy, một máy cho công việc, một máy cho mục đích gì đó, thì họ cần hai cái máy. Và tí nữa mình sẽ kết nối cho các bạn xem. Nó sử dụng ngôn ngữ giao tiếp là English, tức là nó sử dụng tiếng Anh. Chúng ta có thể nghe các cái tiếng mà nó cảnh báo ra bằng tiếng Anh, hướng dẫn bằng tiếng Anh. Ở đây chúng ta có công nghệ Bluetooth, cổng sạc là micro USB, có Bluetooth 3.0 này, công nghệ multi voice, các cái phần giải mã khác, công nghệ giải mã. Điểm qua một chút về thông số của chiếc tai nghe này, nhà sản xuất đã ghi rất rõ là chúng ta có 10 giờ để nghe liên tục, nghe gọi liên tục, 12 ngày là thời gian chờ cho một cái khoảng cách kết nối là 10 mét. Tức là bạn để cái điện thoại của chúng ta ở trong cốp xe và bạn đi ở đầu xe, đương nhiên là các bạn vẫn nghe tiếng. Trọng lượng rất nhẹ thôi, cực kỳ nhẹ, phải nói là rất nhẹ, chỉ có 10g thôi. Cái việc này nó rất là phù hợp cho việc mà chúng ta đeo nó trên tai trong một khoảng thời gian dài, chúng ta đi lại mà chúng ta không cảm thấy khó chịu. Ở bên trong chiếc hộp này chúng ta có một sấp giấy hướng dẫn sử dụng. Mình nói qua một chút là cái này thì các bạn nên giữ lại nhé, không nên vứt như những cái chiếc tai nghe bình thường, bởi vì nó có những cái công nghệ kết nối mình sẽ cho các bạn xem ở đây. Và cái tờ giấy này thì ở bên trong ấy, nó sẽ có một số các cái công nghệ kết nối mà nhà sản xuất đã ghi ở đây. Chúng ta sẽ biết là nút nào dùng để làm gì đó, cũng như là cái cách mà chúng ta đeo vào tai như thế nào. Bởi vì đây nó là một cái chiếc tai nghe khá là đặc biệt, nó không giống như cái chiếc tai nghe phổ thông khác là chúng ta chỉ cắm vào chúng ta nghe nhạc. Bên cạnh đó chúng ta cần biết là nút nào dùng để làm gì, thì các bạn hãy xem ở trong cái hướng dẫn này đó, nó khá là hữu ích. Đây là lần đầu tiên mà mình khuyên các bạn là không nên vứt cái giấy sử dụng đi, giấy hướng dẫn sử dụng. Bên cạnh đó thì đương nhiên chúng ta vẫn sẽ có một cái cọng cáp. Cáp này là cáp với đầu sạc là micro USB, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, Plantronics X Pro 10. Chiếc Plantronics X Pro 10 này nó có một cái thiết kế khá là chắc chắn. Mình đánh giá cái độ hoàn thiện nó rất là cao khi mà cầm trên tay. Cái gọng này nó làm bằng nhựa thôi, nhưng mà nó được nhựa sơn bóng màu đen. Cảm giác đầu tiên nó giống như là không phải là nhựa, mà nó là một cái chất liệu gì đấy rất là cứng cáp, như kiểu là thép bọc cao su vậy. Nhìn rất là chắc chắn, và cái khớp nối của nó này, tí nữa mình sẽ nói về cái khớp nối này dùng để làm gì. Ở đây chúng ta có một cái phần củ tai này được làm ở dạng dài đó. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái mic nhỏ ở đây giúp cho nó thu âm, và cái mic này thu âm cực tốt. Mình chia sẻ một chút là mình đã trải nghiệm chiếc tai nghe này, mình nói rất nhỏ ở một cái khoảng cách xa, nhưng mà ở đầu bên kia thì họ vẫn nghe được, chứng tỏ là cái mic này thu âm cực kỳ tốt. Đây là cái phần tip của chúng ta, phần này nó sẽ ôm sát vào tai của chúng ta và âm thanh nó sẽ phát ra từ đây. Trên này chúng ta có một cổng sạc micro USB. Các bạn hãy nhìn vào cái cổng sạc micro USB này. Khi mà chúng ta đeo như thế này thì cổng sạc micro USB này nó sẽ hướng lên trên. Mình không hiểu tại sao là Plantronics họ lại làm cái cổng sạc như vậy. Dĩ nhiên là khi chúng ta, nếu như chúng ta đeo lộn ngược như thế này nó sẽ không sao, nhưng chẳng ai đeo lộn ngược như thế này cả. Chúng ta phải đeo theo đúng chiều của nó, và khi mà các bạn đeo lên như thế này thì cái cổng sạc nó lại hướng lên trời. Cái điều này thì rất là vô lý. Tại sao? Thứ nhất là nếu mà các bạn gặp mưa, dù chỉ là một cái mưa rất nhỏ thôi, mưa phùn thôi, nước nó dễ dàng nó tạt vào đây. Và hoàn toàn là cái tai nghe này nó không có chống nước, không có IPX5, IPX7. Và không hiểu sao nhà sản xuất cũng không hề trang bị cho nó một cái nắp đậy ở trên này. Đây là một cái điểm trừ lớn nhất ở trên chiếc Plantronics X Pro 10 này mà mình nhận ra. Đây là một điểm trừ mà không thể nào cứu vãn được ở chiếc tai nghe này. Nên là những ai mà các bạn mua chiếc tai nghe này thì mình khuyến cáo là không nên đi dưới trời mưa. Trời mưa hoặc là kể cả mưa phùn, mưa nhẹ, các bạn không nên đi vì cái cổng này hướng lên trời. Cái điều này là rất là phiền toái. Nếu bạn nào cầm ô thì ok, không sao cả. Đấy là về cái cổng này, thì nhân tiện mình chia sẻ luôn các bạn một chút như vậy. Ở hai bên thì phía bên trái này chúng ta sẽ có một cái nút nguồn. Khi các bạn bật lên thì nó sẽ hiện màu xanh, nhìn rất là đẹp mắt, rất là thích mắt. Phía bên phải này chúng ta sẽ có tem này, tem của nhà phân phối, cũng như là một cái nút này cho tăng giảm âm lượng. Thì nói một chút về cái việc tăng giảm âm lượng ở trên chiếc X Pro 10 này. Nó không có hai cái nút là ấn xuống để giảm, ấn lên để tăng giống như ở trên các cái smartphone khác. Mà tăng giảm lượng họ sẽ làm cho bạn cái mức tùy chỉnh mà họ đã cố định sẵn. Ví dụ như các bạn nhấn đúp 2 lần là các bạn tăng lên một mức, các bạn nhấn 2 lần nữa các bạn lại tăng lên một mức thứ 2, và sau đó các bạn nhấn 2 lần nữa thì các bạn lại trở về cái mức âm lượng ban đầu. Như vậy là nó sẽ có 3 mức âm lượng: nhỏ, trung bình và lớn. Các bạn cứ ấn đúp 2 lần thì nó lại tăng lên một mức và nó cứ nhảy lần lượt như vậy. Nếu như các bạn muốn âm thanh điều chỉnh thì các bạn tốt nhất là mình khuyên là nên để nó ở mức to nhất. Sau đó là các bạn hãy điều chỉnh bằng điện thoại và cố định nó ở một mức nào đấy mà các bạn thấy nghe là nó phù hợp thì nó sẽ tiện hơn là chúng ta điều khiển ở trên đây. Ở phần mặt trước chúng ta sẽ thấy cái logo của Plantronics ở đây. Cái logo này thì có thể ấn được, nó được làm thành hình lục giác như này, có phải đúng không, lục không nhỉ? 246 đúng rồi. Nó được làm thành hình lục giác mà các bạn có thể ấn nút vào đây để nó sẽ recall cho các bạn. Ấn 1 lần để nhận trả lời cuộc gọi và hủy cuộc gọi. Khi mà các bạn lưu ý là các bạn ấn nút 2 lần thì nó sẽ trả lời, nó sẽ tự động gọi lại cái số điện thoại mà các bạn gọi gần đây nhất. Tẹo nữa mình sẽ làm cho các bạn xem. Cái chiếc tai nghe này ấy, thì nó có khả năng kết nối 2 máy điện thoại vào cùng một lúc. Tức là sao? Tức là khi mà bạn có một chiếc máy Android hoặc một chiếc máy iOS, 2 chiếc máy kể cả là 2 điều hành khác nhau, thì các bạn vẫn có thể kết nối nó với cùng chiếc tai nghe này. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là nếu như chúng ta kết nối 2 chiếc tai nghe và khi chúng ta gọi thì chiếc máy, khi chúng ta ấn nút 2 lần ấy, thì nó sẽ gọi chiếc máy nào thì nó sẽ tự động gọi lại ở chiếc máy nào, hoặc là khi chúng ta nghe nhạc thì nhạc ở máy nào sẽ truyền đến chiếc tai nghe này. Thì câu trả lời như sau: nó sẽ kết nối với cái chiếc máy đầu tiên và nó gọi là phone 1, tức là cái chiếc điện thoại thứ nhất. Khi mà kết nối với chiếc điện thoại thứ hai nó gọi là phone 2, nó sẽ đọc cho các bạn và các bạn sẽ biết đâu là chiếc điện thoại thứ nhất và chiếc điện thoại thứ hai. Khi mà các bạn mở nhạc lên thì nó sẽ ưu tiên là chiếc điện thoại thứ nhất sẽ phát qua đây, còn cái chiếc điện thoại thứ hai thì nó sẽ phát ra ngoài. Tức là các bạn muốn chiếc nào mà dùng làm máy chính để có thể nghe nhạc luôn thì các bạn hãy kết nối đầu tiên. Tiếp đến là cái việc mà khi mà các bạn ấn giữ 2 lần thì nó có cái chức năng là ấn giữ 2 lần để chúng ta nó tự động gọi lại một cái số gần đây nhất. Vậy thì nó sẽ gọi lại máy nào? Thì câu trả lời cũng tương tự, nó sẽ ưu tiên gọi lại ở cái máy là nó gọi là phone 1, tức là cái máy đầu tiên kết nối với nó. Ví dụ mình có gọi đến cho anh Nguyễn Văn Tèo chẳng hạn, ở chiếc máy đầu tiên thì các bạn ấn nút 2 lần nó sẽ tự động gọi lại. Và cái việc này nó chỉ áp dụng cho những cái cuộc gọi đi mà thôi, thì những cái cuộc gọi đến mặc dù nó vẫn nằm trong nhật ký cuộc gọi nhưng mà nó sẽ không gọi lại. Tức là nó có 2 điểm nổi bật: thứ nhất là nó sẽ ưu tiên chiếc điện thoại nhất, và cái thứ hai là nó chuyên dùng để cho đàm thoại. Đây là những cái điểm nổi bật của cái chiếc tai nghe này. Vậy thì cái âm thanh ở trên chiếc tai nghe này sao? Mình đánh giá âm thanh của chiếc tai nghe này khá tốt. Khi mà mình mở cái âm lượng này ở cái mức max lên và mình điều chỉnh ở điện thoại ở cái mức vừa nghe thì mình thấy là nó đáp ứng khá tốt nhu cầu của mình. Mình đã thử ra đường chạy xe, cho nên mình chạy xe đạp thôi chứ mình không có chạy xe máy, bởi vì chạy xe máy mà đeo tai nghe là bị phạt đấy nhá, các bạn lưu ý. Chính vì vậy mà mình đeo mình thấy cái âm lượng nó khá tốt. Như mình cũng đã chia sẻ là nói bé thôi, nói nhỏ thôi, nhưng mà vì là cái mic này nó sẽ ở gần miệng nên là nó thu âm rất là tốt. Những cái tiếng mà mình nói gần như là nói thầm luôn nhưng mà ở cái đầu dây bên kia họ vẫn nghe rất là ổn. Điều đó chứng tỏ là đây là một tai nghe rất tốt trong tầm giá. Mình chưa tìm thấy một cái điểm nào đáng chê trách ở trên chiếc tai nghe này, ngoại trừ là cái cổng sạc nó được thiết kế ở một cái vị trí không hợp lý một chút nào. Đấy là về cái việc mình chia sẻ một chút về cái ngoại hình này cũng như là cái âm thanh của chiếc tai nghe này. Vậy thì với cái việc mà chúng ta kết nối cả 2 chiếc phone với một cái chiếc tai nghe này cùng một lúc thì sao? Rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ kết nối cái chiếc tai nghe này với cái phone 1, tức là với cái điện thoại thứ nhất. Sau đó thì các bạn hãy, đây các bạn bật lên nhé. Đó, sau đó các bạn ấn giữ vào cái nút này khoảng một lúc để cho nó kích hoạt cái chức năng Bluetooth lên, và các bạn bật Bluetooth của máy thứ nhất và kết nối với nó. Sau khi mà các bạn đã kết nối thành công với chiếc máy thứ nhất rồi thì các bạn hãy tắt cái chiếc tai nghe này đi, các bạn ấn thanh gạt này xuống. Đó, thì khi tắt được cái máy này đi thì các bạn sẽ bật cái điện thoại thứ hai lên và các bạn lại bật lại cái chiếc tai nghe này 1 lần nữa. Các bạn ấn giữ cái nút Plantronics này, cái nút này một lúc lâu hơn là lần kết nối đầu tiên. Các bạn ấn giữ khoảng 5 giây. Và sau đó thì các bạn mở lại cái Bluetooth ở trên chiếc máy thứ hai và nó sẽ hiện cho các bạn là nó đã kết nối với cái chiếc Plantronics này. Đó, các bạn chỉ việc ấn vào phần kết nối là nó đã kết nối rồi. Sau khi mà các bạn kết nối với chiếc thứ hai thì cái chiếc điện thoại thứ nhất nó sẽ tự động ngắt ra. Sau đó các bạn lại tắt cả 2 thiết bị đi. Đấy là việc đầu tiên để các bạn kết nối 2 chiếc điện thoại này. Làm xong 2 bước như vậy thì các bạn bật chiếc tai nghe này lên, các bạn bật cả 2 chiếc điện thoại của các bạn lên. Các bạn mở phần Bluetooth ra, khi đó máy nó đã tự động kết nối với cái chiếc Explorer 10 của chúng ta. Như vậy là gì? Chúng ta chỉ mất một cái khoảng thời gian ban đầu nó khá là lâu một chút thôi. Thực ra mình chỉ làm quen thì mình mất có vài phút thôi, chỉ hơn 1 phút một chút thôi là mình đã kết nối được với cả 2 chiếc điện thoại này rồi. Sau khi mà các bạn đã kết nối rồi thì mỗi lần mà các bạn tắt Bluetooth đi, các bạn bật lại ở hai chiếc máy đó thì nó sẽ tự động kết nối cho các bạn luôn, tức là các bạn không phải làm gì cả. Cái điều này nó rất là tiện. Như vậy là mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để mà các bạn kết nối hai cái điện thoại cùng một lúc với cái chiếc tai nghe Plantronics X Pro 10 này. Tổng kết lại thì Plantronics X Pro 10 này là một cái chiếc tai nghe rất tốt đối với cho cái nhu cầu là đàm thoại, cho nhu cầu là sử dụng với cái việc nghe gọi bình thường của chúng ta. Và hiện nay thì trong cái tầm giá mà chỉ có 500.000 thôi, chiếc tai nghe này chỉ hơn 500.000 một chút tại Xuân Vũ Audio, thì hầu như là chúng ta không thể tìm được một chiếc tai nghe đàm thoại nào mà nó lại có cả cái thiết kế lẫn là cái chất lượng đàm thoại nó tốt như chiếc tai nghe này. Mình đánh giá đây là một chiếc tai nghe rất tốt, nếu như mà bạn nào mà không đi mưa nhiều thì đây thực sự là một sự lựa chọn hoàn hảo. Vậy thì các bạn nghĩ sao với chiếc tai nghe này? Trong tầm giá thì các bạn thấy là có chiếc tai nghe nào mà nó đáng mua hay là đáng cần, các bạn cần phải có những nhận xét khách quan hay không? Thì hãy để lại phần ý kiến của các bạn ở comment. Bọn mình sẽ cố gắng là sẽ chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm đó tại Xuân Vũ Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.